hai bạn nhá. Nào, ông chúc là hai cháu hạnh phúc. Cảm ơn cô ạ. Hôm nay nó vui lâu này, cảm ơn bạn. Đứng dậy đi, đứng dậy chúc mừng đi. Chúc mừng Tháo nhá. Hôm nào như vợ nhà mình chơi, Tháo mặc bộ cơm lên này đẹp lắm. May là thời trang có phải không? Hôm nay nhìn Tháo đẹp lắm. Nhớ đưa vợ đến nhà chị chơi nhá. Khiếp, bà nào mà vô duyên thế, cứ cầm tay chú rể mãi. Chúc mừng xong rồi thì bỏ tay ra chứ. À, bà tài vụ ở cơ quan anh ấy mà. Lại đây nào kìa. Lại còn hôn nhau nữa. Đứa nào mà to gan thế. Thì cô bạn học lớp 12 của em, chứ còn đứa nào nữa. Nhớ nhá. Giời, nóng. Hay quá anh nhỉ. Ừ. Đẹp quá. Đẹp quá anh nhỉ. Ừ, đẹp. Lần nào xem lại em cũng thích. Đúng là đám cưới của chúng mình có khác. Em định xem hết cuốn băng này à? Vâng, xem hết chứ. Còn 180 phút thôi mà. Mời các bạn đến với chương trình thời trang của chúng tôi. Em ơi, có thời trang rồi đấy, anh chuyển sang TV nhé. Thôi, thời trang làm gì, xem đám cưới của chúng mình thích hơn. Lấy cho anh tờ báo. Thôi, đừng đọc báo anh. Em muốn vợ chồng mình làm gì cũng có nhau này, đi đâu cũng có nhau, gắn bó với nhau mãi mãi. Anh Tháo, anh nói đi, anh có yêu em không? Hả? Yêu. Thế yêu nhiều không? Nhiều lắm. Ừ, nhiều thế nào? Ừ, nhiều không tưởng tượng nổi. Có thật không anh? Anh ơi, chúng mình sẽ sống với nhau suốt đời anh nhỉ? Ừ. Có thể đến một lúc nào đó, anh chán em không? Không bao giờ. Chúng mình chẳng bao giờ chán nhau đâu anh nhỉ. Em không thể tưởng tượng nổi, đến một lúc nào đấy chúng mình lại không có nhau. Em có muốn xem chương trình thời trang không? Em chuyển qua TV nhá. Xem đám cưới chúng mình cũng được. À, chương trình VTV3 tối nay hay lắm, anh xem nhé. Xem VTV3 làm gì? Xem đám cưới của chúng mình hay hơn. Anh ơi, em yêu anh lắm ấy, em yêu anh nhiều lắm. Anh không được nhìn một cô gái nào khác ngoài em. Nhớ, anh có yêu em không? Có. Thế yêu nhiều không? Nhiều lắm. Nhưng mà nhiều như thế nào? Nhiều. Không thở được cái này. Ơ, anh dậy rồi đấy à? Anh dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Anh yêu. Mấy giờ rồi em? Mới hơn 10 giờ thôi. Sao em dậy sớm thế? Vẫn còn nghỉ mà. Anh đi rửa mặt rồi ăn sáng. Em đã chuẩn bị hết cả rồi. Thôi được rồi, để em lau mặt cho. Thích nhỉ. Giá tuần trăng mật kéo dài một tháng.
Đến bây giờ em mới hết lo. Em lo cái gì mèo con của anh? Em chỉ sợ mất anh thôi. Em chào anh chị ạ. Mời anh chị vào mua hàng, xem giúp cho chúng em. Vô tư đi. Tiền đâu? Hả? Anh chị vào đi. Cứ đi. Hàng của em toàn hàng xịn đấy. Mời chị. Vâng. Chị xem bộ này này. Bộ này đẹp lắm. Nó sẽ rất là hợp với chị đấy. Chị mặc thử đi. Đẹp lắm chị ạ. Rất là vừa. Ôi đẹp quá. Vâng, rất đẹp. Cô cho tôi gửi tiền. Vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Chị đeo cái này đẹp lắm. Thật không? Đẹp. Lấy cái này. Gửi em tiền. Dạ vâng. Anh ơi. Anh. Nhìn này. Cửa hàng em chưa bao giờ có người khách đẹp và sang như chị. Chị lấy cái này đi. Đeo vào à, nó sang cả người ra đấy. Đúng rồi đấy chị. Trông em được không anh? Được. Đẹp lắm. Đẹp lắm chị ạ. Lấy cái này. Bao nhiêu? Dạ có 600.000 thôi anh ạ. Thôi được, cô ra đây tôi gửi tiền. Cô đứng lui vào chỗ này. Chị sướng thật đấy. Anh ấy là Việt Kiều ạ. Việt Kiều là cái gì? Mời chị. Cô thông cảm. Cô nhận cho cái này. Dạ, cũng là tiền cả thôi. Vâng. Tiền anh cho em kiểm lại. Vâng. Anh ơi. Anh ơi, xem em này. Ôi, chị xinh quá, giá mà em xinh như chị nhỉ. Cô cầm nốt đi. Anh yêu, hết giờ làm việc về ngay với em nhá. Em nhớ anh lắm. Anh sẽ về ngay mèo con của anh ạ. Thế mấy giờ anh về đến nhà? 12 giờ, tan ở văn phòng. Từ đó về đây hết 10 phút, rồi... Đúng 12 giờ 10, anh phải có mặt ở nhà. Úi giời, làm sao mà chính xác thế được? Em phải trừ hao, thời gian tắc đường, rồi là đèn xanh đèn đỏ nữa chứ. Không, Hà Nội bây giờ không có tắc đường. Thôi được rồi, em tính cho anh thêm 25 giây đèn xanh đèn đỏ. Tức là đúng 12 giờ... 10 phút 25 giây anh phải có mặt ở nhà. Ôi trời. Này, nhớ tuyệt đối không được gặp, không được nhìn cô nào đấy. Anh nhớ chưa? Nhớ rồi. Thôi được rồi, tạm biệt anh yêu. À, Thảo sức khỏe đâu? Quan tâm mà tốt lành chứ hả? Này 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 này, người ta bảo tốt mái hại chống đấy. Trông phải gầy khi khỏe. Này, chúc mừng anh nhá. Hai vợ chồng hơi bị đẹp đôi đấy. Hơi bị đẹp dai đấy. Này này này, các bạn ơi. Đến giờ làm rồi, đến giờ làm việc rồi. Thôi, đi làm việc đi. Chúc mừng khỏe nhá. Em đi đây. Này, nghe nói vợ cậu quản cậu chặt lắm phải không? Vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy. Trong mỗi một bà vợ đều có một viên cai ngục. Cậu cẩn thận đấy. Học tớ đây này. Thôi đi, ông biến đi cho tôi yên ông ạ. Rất nhiều giấy tờ ùn lại trong thời gian ông nghỉ tuần trăng mật. Ông giải quyết hết trong sáng nay đi.
lại một phút, một giây. Em nhớ anh quá, anh nhớ em không? Anh cũng thế. Cái gì thế này? Tại sao cổ anh lại có vết đỏ? Con danh con nào đặt môi lên đây phải không? Làm gì có con danh con nào. Em chỉ vớ vẩn. Nhưng tại sao lại có vết son môi ở cổ cơ chứ? Làm sao mà có được? Anh còn cãi à? Đây, đi vào đây. Ok. Khổ quá thì cứ từ từ đã nào. Anh có chạy đi đâu được. Nhưng chuyện này không thể từ từ được. Đây, anh nhìn xem. Có đúng là vết son môi không nào? Đúng không? À, đây là mực dấu em ơi. Mực dấu anh đóng ở cơ quan. Để im em xem nào. Đúng là mực dấu thật. Trời ơi, thế mà em cứ tưởng anh không còn chung thủy với em nữa. Ơ kìa, em có làm sao không? Em khó thở à? Vâng, khó thở. Nhưng chỉ một chút thôi. Có lẽ vì em căng thẳng quá. Thôi chết. Này, có lẽ ảnh hưởng đến tim đấy. Để anh đưa em ra ghế nhá. Anh làm em sợ quá. Nếu mất anh, có lẽ em không sống nổi. Lần sau, anh đừng làm em sợ như thế nữa nhá. Anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ cẩn thận hơn. Em ơi, anh giật người lên rồi đấy. Này, anh thích anh Thảo ơi, anh sờ cho em xem cái lọ nước hoa này có thơm hơn không nhá. Anh xem mỗi em một tí. Các cô sang hỏi anh Thảo, anh ấy vừa mới lấy vợ, rất thạo khoản đấy, đi đi. Đi. Anh ơi, xem mỗi em đi, xem mỗi em một tí. Thôi thôi. Tôi không biết đâu. Xem đi. Không làm dây ra áo anh đâu mà sợ. Này. Người nó mà có mùi nước hoa thì vợ nó xé xác. Cả hai đều thơm. Thế vậy nào quyến rũ hơn à? Cả hai đều quyến rũ. Mà thôi, các cô đi chỗ khác mà hỏi. Tôi không biết gì đâu. Này, chọn vợ ghen đi mà. Mẹ được đấy. Không đi đánh sao hơn đấy. Thôi, tôi nghỉ sớm một chút. Tớ rửa tay nhờ tí. Cá may cơ. Tịnh gớm nhỉ. Cơ quan mình bây giờ lại còn trang bị cả xà phòng cá may nữa. Xà phòng của tớ mang đi đấy. Ông mang xà phòng ở nhà đi. Ông không dùng xà phòng cơ quan. Ông không tin vào chất lượng xà phòng của cơ quan à? Chả là... thôi, tôi vào tắm không muộn.
có mùi lạ. Em làm cái gì thế này? Mùi lạ, đúng là có mùi lạ. Mùi xà phòng ca may đấy. Thật không? Chứ còn gì nữa. Được, để em kiểm tra. Đúng mùi ca may thật. Thôi, cho qua. Nào, để em thay quần áo cho. Rồi vợ chồng mình cùng đi ăn cơm. Em đói rồi. Đứng lên. Anh muốn mặc pyjama cơ. Anh mặc pyjama làm gì cho nó nóng? Mặc cái này nó mới mát chứ. Nhưng mà anh không nóng. Ngoan nào, giơ tay lên để em mặc cho. Đưa cái đầu ra đây. Nào, cái tay nữa nào. Mặc như thế này trông rất thể thao. Đấy. Mặc như thế này à? Em nhầm. Phim có hay không? Vợ chồng yêu đương ghen tuông nhau bóp cổ. Ghê lắm. Đã xem chưa mà biết. Chồng em có ghen đâu mà em phải sợ. Nói chung thì đàn ông nào mà chả vợ thế. Vợ chồng thằng Thảo xem xong chiến đấu phải biết. Nè nè nè, vợ chồng Thảo đến chưa kìa. Không được nhìn lung tung. Thấy chưa? Này. Chào các bạn. Sao anh đến muộn thế? Để bọn em cứ chờ mãi. Anh chẳng nhớ gì đến anh em ở cơ quan cả. Đã đến giờ đâu, còn sớm mà. Anh cứ đến sớm để anh em mình nói chuyện cho vui. Cơ quan mình tổ chức đi xem ngoài như thế này, gặp nhau ở ngoài mới vui chứ nhỉ. Này 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 này, nghe đâu sắp tới cơ quan mình còn tổ chức học nhảy đấy. Khối cô đăng ký được nhảy với ông và tôi đấy. Thủ trưởng còn bảo nhé, có bạn trai bạn gái cứ dắt đến cho nó đông vui. Đi nhảy là phải vui. Thôi thôi, ta vào đi kéo hết chỗ đấy. Rồi em, hai vợ chồng cứ vào trước đi. Vào trước xin chỗ đi. Vào trước đi. Vào trước. Vào trước. Buồn cười nhỉ. Này này, anh đùa như thế thì anh Tháo lại khổ với vợ nhỉ. Khiếp, người đâu mà ghen thế. Đàn bà như thế là dại. Dại. Này, rồi anh nhá, cho cô nàng đấy một trưởng. Đúng quá rồi còn gì nữa. Thôi đến giờ rồi đấy. Vào đi, kéo hết chỗ bây giờ. Đi đi anh, vào em đi. Đi trước nhá. Vào đi, vào rồi, đi, vào đi. Này, cơ quan ta có khách đột xuất. Cậu Tháo đi tiếp khách trưa nay nhá. Em ấy ạ. Cậu dẫn khách ra nhà hàng tiếp họ bữa trưa. Đi ngay đi, cả muộn. Mệt quá. Cậu làm sao thế? Có chuyện gì vướng mắc không? Dạ không ạ. Dạ em sẽ đi ngay ạ. Ông Khích. Ông Khích. Ông giúp tôi được không? Trưa nay tôi phải về nhà. Ông thấy đấy, công việc của tôi còn ngập đầu, làm cả buổi trưa nay mới xong. Ôi giời ơi.
Ai đây? Vào đây. Ôi, anh ơi, xin lỗi anh cho tôi hỏi, anh Thảo có ở đây không ạ? Xin lỗi, tôi hơi bị nàng tai, chị hỏi ai cơ ạ? Tôi hỏi anh Thảo, anh Trần Thảo. À, Thảo, chị quan hệ thế nào với anh Thảo ạ? Tôi là vợ anh ấy. Cả chị cũng là vợ anh Thảo. Anh nói sao ạ? Dạ, chị, tôi hỏi khí không phải. Chị là vợ chính thức chứ ạ? Anh. Dạ, chị làm ơn đợi cho một chút để tôi đi gọi anh Tháo. Quái, cô này cũng nhận là vợ thằng Tháo mày ạ. Thế mày bảo trong hai người ai là vợ thằng Tháo thật? Cô này chắc không phải vợ đâu mày nhỉ? Con không biết làm thế nào nữa. Mẹ hãy giúp vợ chồng con với. Cô ấy cứ dẫy lên đành đạch, hỏi gì cũng không nói, không ăn, không uống. Con sợ lắm mẹ. Cô ấy cứ đập tay, đập chân xuống giường như bị bọ cạp cắn ấy ạ. Thỉnh thoảng cô lại thở hắt ra, rồi trợn ngược mắt lên, nghiến răng kèn kẹt. Như thế này này. Không, như thế này cơ. Mẹ ơi, mẹ thương chúng con với. Chỉ có mẹ mới khuyên giải được cô ấy thôi. Nào, mẹ đi ngay đi ạ. Mẹ con, mẹ giúp con ơi, với. Con đừng kéo mẹ. Kéo mẹ gã gãy xương bây giờ. Dạ. Sao con không cố khuyên giải vợ con cho nó hiểu? Thưa mẹ, con đã dùng hết cách rồi ạ. Con đã nói hết những từ âu yếm nhất. Con đã kể hết các tấm gương vợ chồng trong các sách kim cổ Đông Tây ạ. Thế nó có lay chuyển gì không? Thưa mẹ, cô ấy chỉ trợn mắt lên, rồi dẫy, rồi nghiến răng kèn kẹt như thế này. Dạ, con chào bố ạ. Sao hai mẹ con không vào nhà nói chuyện? Lại dắt nhau ra chỗ tối thế này. Dạ, con xin lỗi bố ạ. Con nó thấy ông mệt, sợ làm ồn ông. Ông ở nhà ngủ trước đi nhá. Tôi phải đi giúp vợ chồng nó một phen. Này, con Hiền lại giận dỗi chồng nó đấy. Chị Hiền lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Con hư tại mẹ. Bà cứ nuông chiều nó từ bé, đến giờ đến lấy chồng mà cũng không khôn lớn được. Ơ hay, thế ông không nhớ à? Hồi bé mỗi lần tôi đánh nó thì ông lại đè tôi ra mà đánh, làm tôi thâm tím cả người.
đến bây giờ ông còn trách cả. Thâm tím chỗ nào? Tôi làm bà thâm tím chỗ nào? Có bà làm tôi thâm tím thì có. Thôi thôi, con xin bố mẹ bớt nóng ạ. Cứu người như cứu hỏa. Con xin mẹ đi ngay giúp nhà con ạ. Con lo lắm ạ. Phải đấy, bà đi ngay đi. Cả thằng Vinh nữa cũng đi cùng. Chị em khuyên bảo nhau cho nó biết. Thế ở nhà chăm sóc bố? Không cần, cứ đi đi. Vâng ạ. Dạ, con xin phép bố ạ. Ấy chết mẹ. Mẹ để con cõng đi cho nó nhanh. Ơ kìa chú Vinh, đỡ cho mẹ cái gậy. Đi thôi, đi đây. Có lẽ con đợi ngoài này thôi mẹ nhỉ. Sợ nhìn thấy con, cô lại lên cơn uất. Con nói phải đấy. Dạ. Chú Vinh. Dạ. Chú hết lòng khuyên giải chị giúp anh. Đó chỉ là trò đùa của thằng bạn xấu thôi. Anh cứ yên tâm, em sẽ hết sức cố gắng. Chú giúp anh nhé. Vâng. Xong rồi anh ạ. Chị Hiền có chịu ăn không? Có. Hai bát, một sảng, một nấu. Anh làm sao thế? Tự nhiên tôi thấy buồn. Cứ tưởng lấy vợ là sung sướng. Kể cũng sướng thật. Ai ngờ mất tự do quá. Được vợ chăm sóc chiều chuộng. Nhưng ăn nói cứ phải dè chừng, cân nhắc. Đang yên, đang lành, tự dưng khoác cái ách vào cổ. Sợ vô ý bị vợ cáu giận, làm bẽ mặt với bạn bè. Dần dần, tôi cứ bị lo lắng, thấp thỏm, đến mụ mẫm cả người. Tự nhiên, tôi nổi tiếng ở cơ quan là vua sợ vợ. Có người còn cố tình trêu chọc tôi. Anh không nhớ các cụ sơ dạy à? Dẫu nghênh ngang giữa đất trời, vợ ngu bạn đều thì đời cũng tong. Ghen như chị Hiền thì đúng là vợ ngu. Còn đùa như tay khích bạn anh ở cơ quan ấy, quả là đồ thôi. Đúng là đều thật. Số tôi nó không may, chú Vinh nhỉ. Nhưng anh phải vượt lên chứ. Vợ ngu thì mình dạy cho nó đừng ngu nữa. Bạn đều
thì mình chơi lại nó cho nó không dám đều. Anh cứ nghĩ mà xem, chẳng cứ lấy vợ mà bất kể điều gì trong cuộc sống cũng thế thôi. Chú nói đúng, chí lý quá, sáng suốt quá. Chú đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhất định tôi sẽ chơi lại thằng cha khích này cho nó không dám đều tôi nữa. Tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Vợ chồng liệu mà làm lành với nhau, chồng con nó là người tốt đấy. Đừng có già néo đứt dây. Mẹ bảo thật, nó mà bỏ đi à, mày chẳng lấy được người như thế đâu. Nhưng mà cứ nghĩ lại là con không chịu được. Đừng có trẻ con nữa. Thôi, mẹ về đây, kẻo bố mẹ lại mong. Vâng, mẹ về ạ. Mẹ, cô ấy thế nào rồi hả mẹ? Xong rồi, nó đang đợi con ở trong nhà ấy. Dạ. Mẹ ơi, để con đưa mẹ về. Thôi, em Vinh đưa mẹ về là được rồi. Con vào nhà đi, vợ con đang đợi đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ em chào về. Anh ạ. Này chú Vinh, đưa mẹ về giúp anh nhé. Dạ. Hiền ơi, kìa, em vẫn còn giận anh à? Anh có lỗi gì đâu. Hiền, anh có lỗi gì đâu. Chào anh Khích. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đến liên hệ ngay. Đi nhá. Ông Tháo, ông dừng lại cho tôi hỏi cái này. Sao đấy, có chuyện gì ông thế? Xem này, ông là công đoàn, tôi hỏi ông vì lý do gì mà ông gạt tôi ra khỏi danh sách lĩnh tiền nghỉ mát của công đoàn. À, đúng nhỉ. Không có tên ông thật. Đây là danh sách những người không đi nghỉ mà được lĩnh tiền đấy. Tại sao không có tên tôi? Sao ông gạt tôi ra khỏi danh sách? Người khác được lĩnh tiền, tại sao tôi lại không có?
tất cả những người không đi nghỉ mát, muốn được lĩnh tiền, đều phải làm đơn. Ông không làm đơn, đúng không? Đây là nội quy tổ chức của cơ quan. Ông biết quá rõ rồi còn gì nữa. Nhưng tôi tưởng là... Tưởng cái gì? Ông không đi nghỉ mát cùng cơ quan, lại không thèm viết đơn, xin là không đi nghỉ mát. Như thế là vô tổ chức, vô kỷ luật, thắc mắc cái nỗi gì? Được, thế tôi hỏi ông, tại sao tôi không có tên trong danh sách những người được buộc quạt thanh lý của cơ quan? Cơ quan có 15 cái quạt thanh lý, mà có 30 người đăng ký. Công đoàn đã điều tra, ở nhà ông có 2 cái quạt thái. Một cái hỏng tút băng rồi. Hỏng cũng là 2 cái. Ông nhường cho người khác là phải rồi. Xin lỗi, tôi đang bận. Được rồi, không xong đâu. Rồi mày sẽ biết tại ông. Đồ sợ vợ. Anh ơi, làm gì mà lâu thế? Ra đây ngồi với em. Anh đang bận. Anh chuẩn bị đi đấy à? Ừ, hôm nay chủ nhật, anh ra phố mua cái sơ mi, áo anh rách hết cả rồi. Sao dạo này em chẳng quan tâm gì tới quần áo của anh cả? Em không thấy áo anh rách rồi à? Đến cơ quan rõ ngượng. Anh có vợ rồi, ăn diện quá là không tốt đâu. Rồi bọn con gái lại bám theo, xinh lắm chuyện. Chồng em là cái quái gì mà họ phải bám theo? Em đừng có quản thúc anh như thế. Anh mệt mỏi lắm rồi. Cẩn thận vẫn hơn anh ạ. Anh phải biết, đám con gái bây giờ nó cao thủ lắm. Đàn ông lơ mơ á, là nó sơi tái ngay. Không thể chịu nổi. Em giữ chẳng thừa đâu. Các cụ ngày xưa đã dạy, vợ chồng phải chung thủy với nhau, anh nhỉ? Tôi làm quái gì mà không chung thủy? Mà muốn tôi chung thủy, bản thân cô phải tốt lên, chứ đừng đem các cụ ra dọa. Quái nhỉ? Tiền đâu hết cả rồi. Anh ơi, em vừa nghe được câu ca dao: ai ơi bồ bịch linh tinh, làm sao bằng được vợ mình cưới xin. Anh thấy có đúng không? Này, em có cất tiền đi không? Mà chẳng còn đồng nào trong tủ thế này. Có đấy anh ạ. Anh thấy em thế nào? Em đi đâu mà mặc quần áo thế này? Em đi theo anh. Nhưng anh đi mua quần áo cơ mà, em đi theo làm gì? Thì em đi cùng, để trả tiền cho anh. Tiền em để trong ví này rồi. Hóa ra bao nhiêu tiền ở trong tủ, em cất hết rồi à? Vâng. Đàn ông có vợ rồi, không nên cầm nhiều tiền làm gì. Đám con gái bây giờ chúng nó ghê lắm. Thấy anh nào nhiều tiền là chúng xúm vào, sơi tái ngay. Cả tiền trong ví anh, em cũng cất bớt đi. Chỉ để lại vài nghìn, phòng khi đi đường khát nước thì uống thôi. Cẩn thận như thế vẫn hơn anh ạ. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai câu nào: tiền nong rùng rỉnh, gái hình mũi theo. Rồi ạ. Này, chị đã sờ đầu cậu 4 lần mà không chửa. Ôi dồi, không chửa á? Lần này rồi anh ấy đi biển, biết đâu biển thương. Này, biển là âm, núi là dương, dương anh ấy mạnh thì âm của chị suy mất đấy. Anh Thảo ơi, theo lệnh của công đoàn ấy thì chúng em đã mua phao bơi về đây rồi đấy ạ. Anh Thảo thử đi anh Thảo. Được, đẹp lắm. Này, nhưng mà có an toàn không? Nhớ khi bơi ra giữa biển, nó xì hơi thì khốn. Đó bảo hành đấy anh ạ. Bảo chủ hiệu nói là hai người nằm lên vô tư. Đúng rồi đấy. Anh thử đi. Thôi thôi, khổ quá. Này này, mấy cái cô này, cô muốn thử, lên phòng mà thử. Đi đi. Này, sợ vợ hả? Anh Khích, em bảo nhá, đợt này đi biển ý, anh em mình nằm chung phao nhá. Thế à, anh Khích chỉ nằm chung phao với cả năm em thôi nhá. Rồi,
làm nữa rồi ơi. Anh Kiếm làm thế. Này, nghe nói vợ ông bận không đi nghỉ mát được có phải không? Cô ấy đang chuẩn bị thi bằng C tiếng Anh. Thế ông có đi không hay là phải ở nhà? Tôi cũng đang phân vân. Nên đi đi ông ạ. Đi nghỉ mát một mình nó sướng lắm. Bãi biển có hàng trăm con gấu non bay lượn. Ông tha hồ mà chiêm ngưỡng cho bổ mắt. Hết người này đến người kia. Họ ào ào trước mặt ông, tươi non hấp dẫn. Ông tha hồ mà buông lời đùa nghịch tán tỉnh, mà không hề phải hốt hoảng, nhìn trước nhìn sau. Ôi, bãi biển vào mùa nghỉ mát đáng yêu quá. Biển là để ưu ái, dành riêng cho những người như ông đấy. Những người được đi nghỉ mát một mình. Ông sẽ thấy, được đi nghỉ mát một mình, nó sướng như thế nào hả? Em không thể hiểu nổi anh nữa. Anh suy nghĩ như thế nào mà lại đi nghỉ mát một mình không có em? Ra biển anh sẽ làm gì? Có thú vị gì khi không có vợ ở bên cạnh hả? Mà em lại sắp phải thi bằng C tiếng Anh cơ chứ. Thì em cứ thi. Nhưng anh phải ở nhà để giúp đỡ em chứ. Anh phải hướng dẫn em. Anh phải trợ búa cơm nước, tạo điều kiện giúp em ôn luyện chứ. Trời ơi, không có anh ở nhà thì em học hành như thế nào đây? Có phải anh muốn đi đâu, nhưng anh là công đoàn cơ quan, không đi không được. Nhiệm vụ của anh là phải tổ chức, phải bố trí, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho anh em. Ôi giời ơi. Phải bảo đảm tính mạng, tài sản, uy tín của họ chứ. Phải phát huy được sức khỏe, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng của anh em trong chuyến đi này. Vất vả lắm chứ. Công việc nặng nề lắm. Em có hiểu cho anh không? À, vậy là anh vẫn cứ đi. Phải vậy thôi em ạ. Được, em sẽ đến cơ quan anh gặp thủ trưởng để hỏi cho ra nhẽ. Tại sao lại chia cắt vợ chồng nhà người ta ra thế cơ chứ? Ok, Hiền, đứng lại đã, sao lại thế? Vâng. Em đã kể hết những khúc mắc trong gia đình em. Mong thủ trưởng thông cảm, tạo điều kiện cho chồng em không phải đi nghỉ mát. Chúng em vô cùng biết ơn thủ trưởng. Khiếp quá. Đi nghỉ mát mà cứ như đi đến lò mổ không bằng. Rất tiếc, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô được. Cậu Tháo phải đi nghỉ mát. Ôi giời. Đó là nhiệm vụ. Ôi giời ơi. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi hứa là tôi sẽ trả lại cậu ấy về nguyên vẹn cho cô, được chưa? Nếu đã là lệnh thì em phải chịu. Nhưng mong anh hãy để mắt đến anh ấy giúp em. Đã bảo cô cứ yên tâm mà. Nhá. Em chào anh em về. Bây giờ em về. Cô ấy về rồi hả anh? Khiếp quá. Ngày trước ấy, tớ đã nghe đồn là cô ấy hay ghen. Bây giờ mới thấy tận mắt. Cảm ơn anh. Chuyện gì vậy? Anh đã cứu sống một cán bộ của cơ quan mình. Anh mà để cô ấy thuyết phục thì cậu Tháo cậu không có dịp hít khí trời nữa đâu anh ạ. Cậu này chỉ là cái lém thôi. Ảnh của ông chụp chán lắm, chán hết ra. Đây chị cảm ơn. Đây chị. Đây chưa. Đây này này, nhìn sao quách chưa? Dẹo ra đấy anh chụp tô tôn kiểu ảnh, nhớ chưa? Nhớ chứ.
hay sao nhỉ? Anh chẳng có cô đơn. Cô đơn á? Ra động viên đi. Nào, đã thấy dại chưa? Giá như trước đây cưới em, có phải bây giờ đi đâu cũng có nhau không? Này, máu lắm. Ở đây đâu mà sợ? Không nhau đi. Ở đây đâu? Việc quá gì tôi phải sợ. Tôi là người tự do nhất. Đúng. Xem đây này. Hôn đi. Hôn nhau nữa đi. Thảo ơi, dậy đi. Gì thế? Tôi cho ông xem cái này. Trời ơi, ông giết tôi rồi. Trời ơi. Này, xé nữa đi. Còn phim nữa đấy. Xé đây. Thằng khốn nạn. Cứ bình tĩnh. Rồi đâu có đó. Bây giờ ta đi ăn cơm. Lát nữa ta bàn chuyện tấm ảnh sau. Hả? Được. Tôi sẽ làm theo ý ông. Ờ. Này, cười lên cho nào. Công ơi, đi ăn cơm đây. Chiều nay hai đứa bọn tớ cắt cơm nhé. Đi đâu đây, đi đâu đây? Cậu Tháo chiều đãi. Này, các anh Tháo xa vợ rủ anh Khích đi ăn chiều đãi mà. Mà đáng nhẽ phải chiều đãi cả bọn mình nữa chứ. Phải rủ cả bọn mình cũng đi. Chứ sao nữa.
giờ đàn đã so dây đã nắng quái nhỉ, chính tay mình để vào cơ mà. Quái lạ. Đôi giày ông mới mua đây à? Ừ. Đẹp quá nhỉ. Tôi xem nhờ tí nhá. Ôi giời, da mềm quá nhỉ. Vừa quá. Rất là hợp với phong người tớ đấy. Cậu đổi tớ nhá. Cảm ơn cậu rất nhiều. Này, đổi là đổi thế nào hả? Đổi là đổi như thế chứ đổi thế nào nữa. Sang ngang. Đấy. À. Mình xin. Ông làm cái trò gì thế? Tôi chẳng làm điều gì quá đáng đâu. Chỉ để bù lại những thiệt hại mà ông đã gây cho tôi. Ông làm nhảm cái gì thế? Ông Tháo, ông quên cái chuyện quạt trần thanh lý và tiền nghỉ mát đợt trước rồi à? Hả? Hôm nào rỗi ta nói chuyện về tấm ảnh này sao nhé. Trời ơi, ông có cái kính đẹp quá nhỉ. Đưa tôi xem cái nào. Ơi giời. Ổn quá. Mắt kính trong sáng. Dáng đẹp, quá ổn. cho mình xin nhá. Cảm ơn. Này. Hả? Ông vừa vừa thôi chứ. Sao quên thế? Thôi được. Để tôi mang đến tận nhà để trả bà xã vậy nhá. Cố tỉnh táo lại đi ông bạn nhá. Ông định bóc lột tôi như thế nào nữa? Bao giờ thì ông mới thôi cái trò hành hạ của ông đi? Từ hôm đi biển về, ông không để cho tôi yên một ngày nào hết. Lúc nào cũng đe dọa bòn rút, làm cho tôi trắng tay. Cái bút máy mới ông cũng lấy, cái mũ bảo hiểm cơ quan phát ông cũng tịch thu. Rồi giày dép, quần áo, tôi không còn cái gì cả. Sáng nay tôi phải ăn trộm tiền của vợ, ông có biết không? Xin lỗi. Ông Khích, ông nói đi. Ông định hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Ông nhắc đến bà vợ ông làm tôi nhảy mũi quá. Vẫn còn vài tấm ảnh nữa của vợ ông ở trong túi. Ôi trời, mũi dãi tôi làm sao thế này? Tặng ông nốt.
Bà vợ ông thiền quá. Ôi giời, mệt quá. Chẳng biết làm sao bây giờ. Úi giời ơi, nếu ông không biết cư xử cho lễ độ thì đúng chiều 30 Tết tôi đành mang mấy tấm ảnh này đến tận nhà tặng cho vợ ông. Mệt quá. Ông Tháo này, thế này nhá, tôi chẳng muốn làm khổ ông thêm làm gì nữa. Chỉ có một yêu cầu cuối cùng, một lần này nữa thôi. Ông đổi cho tôi xe. Hả? Cái gì? Đổi xe là thế nào? Tức là đổi xe mà. Đổi lấy sự thanh thản. Ông đi xe tôi đi xe ông. Hả? À? Thế mà lại hay. Ông vẫn có xe đi, mà cả hai chúng ta đều vui vẻ cả. Hả? À? Thế nhỉ? Tôi chắc là ông không phản đối. Đây, tôi có mang sẵn giấy tờ xe của tôi đi. Ông cứ cầm lấy. Chỉ cần ông ghi cho tôi mấy chữ. Tôi có mang sẵn giấy bút của tôi đây rồi. Đồ đều giả. Ơi! À! Đồ đều, tôi thách ông đấy. Muốn làm gì thì làm. Đâu rồi? Xin cảm ơn. À, cảm ơn. Tôi cùng đường với chú Vinh ạ. Cuộc đời như thế là hết. Gia đình tan nát là điều trước sau không thể tránh khỏi được. Tấm ảnh như lưỡi gươm lơ lửng treo trên đầu tôi. Chắc chắn thằng cha Khích nó sẽ không tha cho tôi đâu. Khổ tôi quá. Vừa phải đối phó với vợ, vừa phải đối phó với thằng bạn đều. Vợ tôi đã bóng gió bắn tin. Sẽ rình bắt được tên ăn trộm tiền cho gái. Chú có thấy đau cho tôi chưa? Đau chưa? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao các cuộc ly hôn ngày càng phát triển. Mặc dù chẳng ai muốn thế. Cứ nghĩ đến cảnh ngày Tết, họ hàng, bạn bè đến chơi. Thấy vợ mình nằm dãy đành đạch ở trên giường. Mà lòng tôi đau xót. Anh hãy cứng rắn lên. Trời ơi, giá như lúc này tôi gặp một bà tiên cho tôi ba điều ước.
Thì tôi chỉ ước một điều thôi. Điều gì ạ? Tôi xin, sau một đêm ngủ dậy, mở mắt ra, bỗng thấy vợ mình biến mất. Anh đừng lo lắng quá, em sẽ tìm cách gỡ cho anh. Nhưng em vẫn chưa biết làm thế nào. Trước mắt anh cứ khất lần chuyện đổ xe với thằng cha khích đi đã. Cháu gửi chú cái xe ạ. Ờ, cứ để đấy. À Tháo ơi. Dạ. Có thư này. Cháu xin ạ. Không biết ai gửi thư cho cháu nhỉ? Chả biết. Thế có chuyện chẳng lành hả? Dạ không ạ. Cái thằng mọi hôm vui vẻ thế mà hôm nay thế nào không biết. Làm sao thế? Cô đừng có giả vờ. Đồ tôi. Ôi giời ơi. Tôi thật không ngờ. Cô, tôi thật không ngờ cô lại là người như thế. Kìa, anh nói cái gì cơ? Anh điên à? Điên à? Ừ, điên. Ông đang điên. Điên đây. Điên. Anh ơi, sao lại thế này? Tại sao cô lại chất vấn tôi? Đi mà hỏi cái thằng có dâu quay nón nhỉ? Không, em có quen người có dâu quay nón này đâu. Khốn nạn thật rồi. Tại sao lại có chuyện lạ như thế này cơ chứ? Bây giờ tôi mới biết rõ cô. Thì ra là như thế. Lâu nay cô cứ giả vờ ghen tuông, giả vờ nghi ngờ tôi để che đậy cái quan hệ này có phải không? Anh ơi, không phải như thế đâu, oan cho em lắm. Oan à? Oan cái nỗi gì? Giấy trắng mực đen còn sờ sờ ra đây này. Nhưng mà... ôm nhau chặt gớm nhỉ? Anh ơi, không phải như thế đâu. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Khổ à? Khổ. Khổ những lúc ôm chặt như thế này thì ai sướng cho? Trời ơi, như thế này thì tôi còn sống làm gì nữa? Tôi không thiết sống nữa. Tôi chết đây. Anh Tháo, anh đã nhận được thư của em chưa? Thư nào? Thư vợ ảnh em gửi qua đường bưu điện cách đây 2 hôm. Trời ơi, hóa ra là của cậu à? Vâng. Thế là cậu giết tôi rồi. Thế mà tôi cứ tưởng tôi làm khổ oan cho vợ tôi rồi. Ê, từ từ thôi. Khẽ thôi, khéo chị biết đấy. Anh càng ghen nhiều càng tốt. Mưu của em đấy. Em ghép ảnh anh Bình Dâu bạn em. Nhưng chị cậu có ngoại tình đâu mà tôi ghen được. Thì anh có bổ bị gì đâu mà chị hiền hành hạ anh lên bờ xuống ruộng như vậy. Nghe em đi, kế của em là thế này này. Ừ.
Nào, sao bây giờ cô không ghen nữa đi? Nào, cô không dãy đành đạch lên đi? Cô không trợn mắt nghiến răng lên nữa đi? Anh ơi! Sao cô không trợn mắt nghiến răng nữa đi? Cô, tôi thật không ngờ cô tồi tệ như thế. Anh ơi, của trời Phật chứng giám cho lòng em. Em không bao giờ phản bội anh cả. Anh xin anh hãy tin em. Cô nói dễ nghe nhỉ? Cô nói với tôi hay là nói với thằng dâu quay nón ở trong ảnh hả? Thì ra lâu nay cô xỏ mũi tôi, cô định cho tôi mọc sừng hả? Trời ơi là rồi. À, cô hành hạ tôi, cô quản thúc tôi, cô làm tình làm tội tôi để cho cái thằng dâu quay nón nó sung sướng có phải không? À, tôi nói cho cô biết, tôi không chịu lép nó đâu. À, cái thằng dâu quay nón ấy, tất cả những thằng dâu quay nón ấy, đưa cái ảnh kia đây, đưa đây. Được rồi, tao nhớ mặt mày. Thằng dâu quay nón. Mày tưởng mày có dâu quay nón mà ghê à? Tao nhớ cái mặt mày. Ôi trời ơi, tại sao tai họa lại ập xuống đầu tôi thế này cơ chứ? Trời ơi. Rồi mày sẽ biết tay ông. Ông sẽ ăn thịt mày thằng dâu quay nón à? Hiền, cô làm cái gì ở trong ấy? Dạ, em giặt nốt cho anh mấy bộ quần áo. Thôi, để đấy, vớ vẩn. Sợ ngày mai không ai giặt cho anh. Anh không có quần áo mà. Anh ơi, tiền của anh đây ạ. Tiền nào? Tiền lương và tiền làm thêm của anh trong suốt thời gian qua. À, thì ra là cô vơ hết. Cô bỏ tôi nhếch nhác. Bây giờ cô nuốt không trôi, cô mới nhả ra chứ gì. Không phải đâu anh ơi. Em sợ anh có nhiều tiền. Anh Diện, bọn con gái nó lại bám theo anh. Thế tại sao cô lại mua sắm cho riêng mình nhiều như vậy? Em không diện, em xấu. Anh lại chán em, đi theo người khác. Chỉ vì thế thôi
chứ em không có lòng dạ nào khác đâu anh ạ. Chiều nay em có được về nhà nữa không anh? Thôi được, hẵng cứ về tạm nốt chiều nay, rồi mai xét sau. Anh ơi, anh đừng giết người anh nhá. Hả? Cô nói cái gì vậy? Em sợ anh ra đường, anh nhìn thấy người nào có dâu quê nón, anh đâm chết người ta, rồi anh phải đi tù. Em thương anh lắm. Việc đó còn phải nghiên cứu. Em đi anh nhé. Anh nhờ gì? Này, chuyện đổi xe ông tính thế nào? 3 ngày nữa không xong là tôi đến gặp vợ ông đấy. Tùy. Hả? Tùy. Ông quên chuyện tấm ảnh rồi hả? Xem nhờ tí. Mình xin nhá. Cảm ơn. Bye bye. Thằng này điên. Đúng là thằng này điên thật rồi. Được, cứ đợi đấy, rồi mày sẽ biết tay ông. Dâu quay nón à? Mày đeo kính à? Đeo kính à? Ôi dồi ôi anh ơi, em xin anh, em xin anh. Cô nói đi, thằng dâu quê nó là thằng nào? Oan em lắm, em có biết người có dâu quê nó là ai đâu. Oan à, oan. Ai, cho xin tiền điện nhá. À, dâu quê nó đi rồi. À, ông ơi cháu xin ông. Thôi, nếu gia đình chưa có tiền thì để khi khác nhá. Vâng. Anh ơi, em xin anh. Cô cứ để mặc tôi. Em xin anh mà. Tưởng dâu quay nón là ghê à? Tưởng dâu quay nón mà hôn gì à? Trời ơi. Anh xin anh hãy nghĩ lại đi. Tôi hỏi cô tại sao lại có chuyện này? Em đoán có con nào nó muốn chiếm anh, nó ghép ảnh của em với ông có dâu quay nón rồi gửi cho anh để cho anh bỏ em. Cô đừng có khéo tưởng tượng. Nhưng chỉ có vậy thì làm sao mà bỏ được nhau? Bỏ được anh ạ. Con bạn em nó bị tòa xử oan vì toàn chứng cứ giả. Thằng chồng nó vừa đi Đức về, lắm tiền, mua được tắt. Cô cam đoan, dứt khoát, cô không có quan hệ gì với thằng dâu quay nón ấy chứ, hả? Dạ vâng, em cam đoan, em xin thề, có. Cô chờ chứng giám. Cô biết là tôi đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cô ôm cái thằng khốn kiếp ấy. Giá mà cô có một tấm ảnh về tôi như vậy thì chắc là cô đã làm tan cửa nát nhà rồi. Không đâu anh ạ. Bây giờ em không còn tin vào những điều vớ vẩn ấy nữa. Nếu như có một kẻ nào đó gửi đến cho em bức ảnh về anh như vậy, em sẽ hất cả xuống nước vào mặt nó. Thật không? Thật ạ. Cô sẽ hất cả xô nước vào mặt nó à? Thật đấy anh ạ. Thôi được rồi, em nói vậy thì anh cũng tin. Anh sẽ đốt hết những thứ này đi,
để không bao giờ phải nhớ tới nó nữa. Vậy là anh không định bỏ em. Anh tha thứ cho em thật rồi. Muốn bảo vệ được tình yêu, trước hết em phải nhìn lại mình. Em tốt thì đừng lo anh chạy theo bọn con gái. Ngược lại, dù em có quản chặt đến đâu, có viện đến hàng trăm câu nói của các cụ cũng vô ích. Vâng, bây giờ thì em hiểu rồi. Em xin hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Nếu như có ai đó nói điều gì bậy bạ về anh, em có còn tin nữa không? Không bao giờ anh ạ. Anh, em ôm anh được không? Thảo ơi, ai lại đến vào cái giờ vô duyên thế không biết? Xin chào. Hay quá. Lại gặp cả chị nhà. Mong chị hết sức bình tĩnh. Tôi làm việc này chỉ để bảo vệ hạnh phúc gia đình chị. Chị cứ mở ở dưới ạ. Việc này thật là đau lòng. Tôi nghĩ chị có đủ can đảm để biết phải làm gì. Anh Khích này có họ hàng với cái anh có râu quay nón đấy. Xin lỗi, anh chờ tôi một lát ạ. Dạ vâng. Thế nào, ông đã thấy dại chưa? Dại. Cái gì đây? Thật là tồi. Anh làm việc này mà không biết ngượng à? Anh dọa chúng tôi phải không? Em vào nhà bật đèn anh nhé. Thôi em ạ. Thế nào, em có còn ghen anh nữa không? Thế còn anh? Hả? Em không hề mắt tôi nhìn thấy nhá. Cô liếc mắt với thằng kia 3-4 lần. Cô còn cãi nữa à? Em không hề quen biết anh ta mà anh. Nếu không phải là tôi nhìn thấy thì là tôi có tai mắt của tôi nhìn thấy. Dạ. Nhá. Không phải như vậy mà anh ơi. Sao cô không trợn mắt lên đi? Hả? Đấy đành đành lên đi. Đừng yêu ăn cho em mà anh. Cô định đem tôi mặt xương ra. Nhô, trời ơi. Sao tôi khổ như thế này hả? Bây giờ tôi mới biết rõ cô. Đấy, thế mà chính cô, hả? Cô lại còn đừng nói với tôi rằng vậy, anh ơi. Cô đang cố tình, cô muốn kìm nén hạnh phúc này mà không chính được. Anh, rồi chính ơi. Anh cũng đã như vậy cô mà. Nói anh tại cô nói anh. Anh như vậy. À, nếu như anh không làm thì anh không tôi làm cho tôi. Bắt mặt ra hàm phố của anh, người ta chửi vào mặt tôi không? Tôi cũng không dám nhìn mặt anh nữa. Ôi trời đất ơi, cái hạnh phúc mà tôi đã bao năm nay vun đắp, bao năm nay tôi ngày giới vì tôi nó. Tôi cũng như vậy. Mà để đến bây giờ tất cả chỉ là vì cô, tại cô mà tôi. Tại anh vì tôi mà cũng như vậy đấy. Thằng con nạn kia. Con con nạn nào? Ôi trời, mày là con liếp nó. Trời ơi, anh còn liếp cô ta. Anh còn cười với cô ta. Ôi trời ơi, tôi nhìn bao giờ? Bao giờ? Anh còn hỏi tôi nữa. Tôi làm sao mà tôi biết được? Trời ơi, có ai thương tôi không? Có ai cứu với tôi không? Vợ tôi thế này à? Thế này à trời? Đã phải khổ như tôi chưa? Tôi phải làm gì bây giờ? À?